Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh Phong thủy Gia Cát. Và thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, xin chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, trong cuộc đua của 12 con giáp thì con trâu là con vật đạt vị trí số 2, đại diện cho sức mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy mà những người tuổi Sửu đa số sống tự lập, trưởng thành rất sớm và có cá tính mạnh mẽ và kiên định. Người tuổi này có nhiều ước mơ, hoài bão và ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm. Và về sau thì những người tuổi Sửu họ cũng có rất nhiều những thành tựu lớn trong sự nghiệp của mình. Và tử vi tháng 7 âm lịch của 12 con giáp có những luận cứ cho thấy rằng tuổi Sửu có vận trình hung cát đan xen. Con giáp này phải đối mặt với cục diện tương xung, có thể phá hỏng hết những kế hoạch mà bản thân dự tính từ trước. Công việc không được thuận lợi khi mà mối quan hệ với đồng nghiệp có nhiều mâu thuẫn và bất đồng, vận khí lại không được hanh thông. Cho nên tuổi Sửu trước khi làm bất kỳ một việc gì trong tháng 7 âm lịch này thì chúng ta cũng nên suy tính trước sau cẩn thận. Và đương nhiên đó sẽ là cách để quý vị tránh gặp phải tình trạng xôi hỏng bỏng không trong công việc của mình. Và để biết được vận trình tuổi Sửu trong tháng 7 âm lịch này, chúng ta có gặp được may mắn gì, thành tựu gì, có rực rỡ hay không? Và điều đó thì chúng ta cũng phải là lưu ý xem là bên cạnh đó chúng ta cũng có những cái khó khăn nào cần lưu ý. Thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nhé. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các quý vị gia chủ tuổi Sửu trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Công việc làm ăn của các gia chủ tuổi Sửu tháng này tương đối tốt, mọi sự đều hanh thông, có nhiều thuận thành và dễ đạt được kết quả như ý. Chủ về tăng tiến trong công việc, kinh doanh có nhiều khởi sắc. Với người làm công ăn lương, công việc suôn sẻ, được tập thể ghi nhận công lao. Và nếu có ý định thay đổi công việc, bản mệnh chớ ngần ngại mà thử sức. Sự dịch chuyển này không hẳn vì việc cũ phiền hà mà do tư duy đổi mới để phát triển. Tháng này thích hợp cho những người có ý định khởi nghiệp. Với người làm ăn kinh doanh tự thân, mọi việc diễn tiến tích cực ngoài mong đợi dưới tác động của casting. Đương số được quý nhân phù trợ, có thể là bạn cũ gặp lại, mở ra nhiều cơ hội hùn hạp làm ăn mới. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Sửu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi tháng 7 năm 2022, về phương diện tài lộc của những người tuổi Sửu có nhiều khởi sắc, nguồn thu nhập chính tăng tiến không ngừng, tạo tiền đề tốt cho việc đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh. Buôn bán tăng thêm nguồn thu phụ. Đây chính là thời điểm lý tưởng để gia chủ cân nhắc tới vấn đề đa dạng hóa hạng mục đầu tư, có thể thử sức với bất động sản hoặc thị trường chứng khoán. Có điều cần phải hết sức lưu ý, vận trình có khúc quanh co. Có thời điểm vận khí xấu tác động, không thích hợp cho đầu cơ lướt sóng ngắn hạn bởi vì rủi ro vẫn rất cao. Phù hợp nhất vẫn là lựa chọn hạng mục chung và dài hạn, chỉ cần không quá tham lam, ắt có tiền chảy vào túi. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp, tài lộc vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỷ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xét về phương diện sức khỏe của những người tuổi Sửu trong tháng này khá tốt, không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Có ốm đau cũng gặp thầy gặp thuốc, dễ chữa khỏi. Có điều cần phải lưu ý tác động của tử phù hung tinh khiến cho bệnh cũ dễ tái phát, một khi đã phát bệnh trở lại có thể phải động chạm dao kéo. Nhưng yên tâm, kết quả cuối cùng vẫn tốt đẹp. Tử vi tuổi Sửu tháng này báo có điểm báo họa huyết quang do vật sắc nhọn gây ra, đương số nên cẩn thận khi sử dụng các vật bằng kim loại, hạn chế tham gia các hoạt động thể thao mạo hiểm, tránh bị té ngã chấn thương, đi xa cẩn thận đường xung nước kẻo gặp họa đuối nước, nữ mạng đề phòng các bệnh về phụ khoa tái phát. Các quý vị gia chủ tuổi Sửu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ.
Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Sửu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này, các tinh báo tin rằng gia đạo có tin vui đưa tới như thêm người, thêm của, thêm con, thêm cháu. Tình cảm gia đình hài hòa, ít xung đột lớn và nếu có cũng dễ dàng giải quyết thỏa đáng. Tử vi tuổi Sửu còn cho thấy rằng nam nữ độc thân vượng đào hoa, gặp gỡ làm quen nhiều người khác giới và đi đến đâu cũng được yêu mến. Khả năng cao sẽ tìm được đối tượng ưng ý để cùng nhau tiến tới yêu đương, hẹn hò, lãng mạn. Tử vi của từng tuổi Sửu trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997. Con đường học tập sự nghiệp của những người sinh năm 1997 nhìn chung là thuận lợi. Bạn xác định được nhiệm vụ chính của mình nên luôn tập trung cố gắng. Dù đôi khi có gặp phải trắc trở, nhưng dường như tinh thần tích cực chủ động, bạn hoàn toàn có thể giải quyết thuận lợi. Vận trình tình duyên cũng có những bước phát triển rõ ràng, bạn biết được sức quyến rũ của mình nằm ở đâu nên dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác phái. Tuy nhiên, nên có chừng mực trong chuyện tình cảm, chớ nên để việc này gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính của mình. Bản mệnh chú ý sinh hoạt khoa học, không nên vì nghĩ rằng mình còn trẻ mà thường xuyên thức khuya, ăn uống thiếu điều độ. Nếu quá buông thả bản thân, bạn sẽ dễ gây ra các ảnh hưởng xấu đến cơ thể của mình và sức khỏe của mình về lâu về dài. Tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Sự nghiệp của những người tuổi Sửu sinh năm 1985 tổng thể phát triển ổn định, bạn có thể phát huy được năng lực của mình, được lãnh đạo chú ý, song lại dễ khiến cho kẻ tiểu nhân ngứa mắt. Vì thế bạn nên có khả năng quan sát đánh giá tình hình tinh tế, không nên dễ dàng tin theo lời rủ rê, lôi kéo của người ngoài. Ngoài ra làm việc gì bạn cũng cần cố gắng dựa trên sức của mình, chớ nên tranh giành chiếm đoạt của người khác, nếu không dễ vướng thị phi. Quan hệ vợ chồng của những người tuổi này về cơ bản là hài hòa. Dù công việc có bận rộn đến mấy, bạn cũng nhớ giúp đỡ nửa kia trong các công việc nhà. Việc đó tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng có tác dụng rất lớn trong việc gắn kết tình cảm đôi bên. Tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Người tuổi Sửu sinh năm 1973 gặp được khá nhiều điều thuận lợi trong cuộc sống. Tuy sự nghiệp không đạt được những bước tiến quá lớn, nhưng tổng thể thì rất ổn định. Dù khó khăn và rắc rối vẫn còn xuất hiện, nhưng nhờ có kinh nghiệm phong phú, mệnh chủ vẫn có thể giải quyết được một cách thuận lợi. Phương diện sức khỏe ổn định, những người mắc bệnh mãn tính có thể tìm ra được phương pháp chữa bệnh phù hợp, nhờ đó bệnh tình được khống chế. Bạn chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, rèn luyện, thực hiện đúng lời căn dặn của bác sĩ thì không có gì cần phải lo lắng. Người độc thân tuổi này khả năng tìm được người ưng ý ngay trong năm nay. Tuy tình yêu đến muộn song hai người phù hợp với nhau, quan hệ phát triển ổn định và có thể tính chuyện lâu dài. Tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Bước sang tháng 7 năm 2022, những người tuổi Sửu sinh năm 1961 không còn chiếm nhiều ưu thế trên phương diện sự nghiệp. Tuy nhiên nếu dựa vào sự chăm chỉ, nỗ lực, bạn vẫn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhận được sự tín nhiệm của mọi người xung quanh. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh cần tránh xa những điều cám dỗ ở bên ngoài, giữ khoảng cách thích hợp với mọi người xung quanh, không nên để kẻ thứ ba tìm được cơ hội chen chân vào gia đình, khiến vợ chồng mâu thuẫn, quan hệ rạn nứt. Khi xuất hành làm các công việc tay chân, vận hành máy móc, thậm chí cả khi rèn luyện sức khỏe, bản mệnh cũng nên tự lượng sức mình, không nên làm việc quá sức gây tổn hại đến sức khỏe. Tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949, tháng này bản mệnh không có quá nhiều may mắn. Công việc của bản thân gặp một số vấn đề rắc rối biến động, thời tiết thay đổi khiến sức khỏe của gia chủ ảnh hưởng đáng kể. Các căn bệnh tuổi già được dịp tái phát. Thời gian này, bạn luôn gặp những rắc rối với người bạn đời, người thân của mình. Mâu thuẫn xuất phát từ những lý do rất nhỏ nhặt khiến bạn mệt mỏi, nên đứng vào vị trí của nhau để nhìn nhận, thông cảm và thấu hiểu cho nhau. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm là đại dịch thổ, tháng Thân, lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Sửu, trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 1 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Quý Mùi, có nạp âm dương Liễu Mộc. Ngày âm lịch ngày 13 tháng 7 năm 2022, tức ngày 10 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Ất Mùi, có nạp âm Sa Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 25 tháng 7 năm 2022,
tức ngày 22 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Đinh Mùi, có nạp âm Thiên Hà Thủy. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức lưu ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Sửu trong tháng 7 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Ngày âm lịch ngày 6 tháng 7 năm 2022, tức ngày 3 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Mậu Tý, có nạp âm Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch ngày 18 tháng 7 năm 2022, tức ngày 15 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Canh Tý, có nạp âm Bích Thượng Thổ. Đây chính là 2 ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống này. Số phận trời sinh mỗi người là khác, ai cũng có sứ mệnh riêng của mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi tuổi Sửu trong tháng 7 âm lịch này sẽ giúp tất cả quý vị chúng ta có được phần nào trong cuộc sống của mình có được cái sự hoạch tính rõ ràng và có được những bước đi vững chắc. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chương trình. Và trước khi rời đi, nếu đây là lần đầu tiên mà quý vị ghé thăm kênh thì đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông thông báo quý vị nhé. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình đã khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung lần sau.